có người ác người hiền, người ác người hiền, cuối cùng biết làm sao á. Xong cái màn này á, là tất cả quả địa cầu chúng ta sống thời vàng kim giàu có thịnh vượng. Còn cái thiên tâm thiên thượng kiệt sẽ đi vào lịch sử 3.000 năm sẽ sâu hơn nữa, vào thời những cái ngày hôm nay 2024 so với cái năm khoảng 50.000 mình là người cổ đại của người thời đó, nhưng mà tên sư phụ, tên của mấy đứa này vẫn lưu truyền tới thời đó. Đây sử sách ghi hoài, đây lập cái đạo nó còn hoài không? Hoài lên mất rồi, giỏi lắm là mày đâu có giỏi bằng Steve Jobs đó, thằng chế cái iPhone đó, giỏi lắm vài chục năm tao quên mất tiêu à. Cho nên hôm nay mấy đứa hội thiên các con là những người đi hai chân đi bổ sư phụ. Rồi ngày đầu tiên mà thu còn mang giáp phàm mà đi như vậy, mà cũng như thời Phật Thích Ca, có ai quên được một Trường Liên Xá Lợi Phất không? Đâu ai quên được. Người ta nhiều khi nhớ tên mấy người đó còn rành hơn tên Phật Thích Ca nữa đó. Thì mấy con cũng vậy, cũng là những gì đó. Tại nó đi là một cái package màn cả lương thôi mà, đóng vai tuồng, cha là đạo diễn. Phải có lúc Hạ Nguyên Hồng Quân là người ác quá, người kêu đầu cho dẹp hết mấy thằng ác, kêu đầu cho hiền hết, để cho mấy chư thiên xuống đây học hỏi. Chứ còn thời ác quá, mấy chư thiên xuống đây học không được mà còn bị nhiễm nhúng chàm á. Có nghĩa là vừa xuống đây cứ nghĩ cái thế gian này dễ nuốt, dễ sống. Ai về đâu toàn là cám dỗ không à, làm mấy cái chuyện điên rồ, cái quên cốt của mình, rồi cái cuối cùng xuống để được đi về. Ai về là xuống, tạo nghiệp đi xuống luôn. Cho nên những cái thời vàng kim á, chư thiên xuống đầu thai nhiều lắm sau cái đời của chúng ta, thì họ mới sống được với những người xung quanh. Còn bây giờ con bước ra khỏi núi vô viện mi thao, có ai biết mấy con là thiên gì đâu, quỷ ma không á. Con mở thiên nhãn thông con mở ra đi, trời ơi, đầu của con cáo, đầu của con trồn, đầu của con hồ ly phi đậy trong đó, mang hột son cho tròn. Tại vì tôi nói đâu không có cái tâm để mà tu á, thì đó là lý do tại sao thiên tâm ra đời, để cái đạo nó quan trọng hơn là cái đời. Mười bất trọng có đi, mười cái thể chế diệt cộng của cộng sản mà thay đổi, mà nước Việt mà không có một cái đạo mới, cái đạo Phật bây giờ á, là ông Thích Nhật Từ với ông Thích Trúc Thái Minh đã gọi là thành công, cực kỳ thành công nhiệm vụ của mấy ổng. Làm sao không? Mấy ổng cố tình để làm cho dân ghét cái đạo Phật. Thì mấy ông làm những cái chuyện dị hợm để cho dân 18 tới 45 á, nó không có nơi nương tựa để nó nắm cái đảng. Mục đích là làm vậy thôi. Cho nên con mấy thấy mấy cái đài YouTube á, có những thằng nó vô nó lãng xẹt, nó chửi ngỏng còn nghĩu, nhưng mà con ghét nó chừng nào thì nó được trả lương cao chừng đó. Mục đích có những người lên YouTube để làm cho chúng ghét, không có làm cho người ta có cái tâm an lạc. Thì mấy ông thầy này cũng vậy, bây giờ vừa có cộng tóc mấy triệu người vô coi, vừa lại lấy tiền phải không, rồi vừa làm những cái chuyện dịch hợm, dĩ nhiên là nó khôn mà, nó biết tới nào người ta cũng phai đao ra, nó bứt cọng cỏ cách đó đâu có nhiều cây số cắm vô, chỉ có dân không có đủ chánh kiến để mấy. Rồi cuối cùng bây giờ làm trò hề, rồi bây giờ con kêu người ta đi là, nó không phải là đi vô cái chùa của ông Thích Chúa Thái Minh, chùa Ba Vàng nữa, mà đi chùa khác, người ta đâu có đi đâu, người ta tưởng nào cá mẹn lứa. Đó là chủ mưu của cái chính sách của họ là như vậy, con có hiểu chưa? Cho nên hồi xưa mỗi lần Đàm Vĩnh Hưng mà qua đây mà bị người ta biểu tình, nó sụn nóng hoặc là thương nó, không phải thương nó là dĩ nhiên là nó ngu, nó phải nổi danh thì nó phải nghe lời Việt Cộng, không cần biết, tại vì nó nít mình không có tính. Mình tính mấy cái thằng mà cầm cờ vàng ba thọc đỏ mà đứng chửi Đàm Vĩnh Hưng, phun nước miếng Đàm Vĩnh Hưng, rồi xịt nước cay Vĩnh Hưng vậy đó, là mấy thằng đó làm cố tình làm cho Đàm Vĩnh Hưng bị sỉ nhục, để cho cái giới trẻ nó ghét cái hải ngoại của mình. Thù đau lòng là cái chỗ đó. Họ đánh là họ đánh như vậy, chứ không phải là họ đánh để mà cái thằng nhóc này nó có ảnh hưởng gì chính trị đâu. Nhưng mà nguyên một cái thế hệ ngày hôm nay ổ rác chùa phải hốt, đó là cái vô văn hóa, vô đạo đức, là do những cái hành động đó. Đó là những cái thằng kim cương á,
Còn những cái người chánh kiến, mấy cái bác mà mỹ ngụy mà thử thiệt á, gọi mỹ ngụy luôn đi, chứ không phải ô nữa, tại nó lỡ chửi mỹ ngụy mình chửi cho nó nghe, chửi giùm nó luôn. Mấy ông mỹ ngụy á, thử thiệt á, người ta không bao giờ người ta làm cái chuyện rùi bu đó. Con thấy những cái người xung quanh sư phụ có ai làm chuyện đó không? Chỉ có mấy cái thằng tàu lao thượng chỉ nhất để đi học kẹp tập cải tạo có 2-3 tháng rồi qua đây cầm cờ vàng mai chọc đỏ rồi làm mấy cái hành động đó để mà cho có hình ảnh xấu, để cho cái giới trẻ đó nó hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng đó, thì nó ghét hải ngoại chúng ta. Cho nên bây giờ mà sư phụ có nói chuyện thiên tâm thiên đạo hay thiên biệt thì gì cũng khó mà lọt lỗ tai tụi nó lắm, là bởi vì những cái đó nó kêu bao que tối ngày thì đó bao que. Cho nên những cái kênh con coi là một là nó là thuốc bổ tinh thần hay là độc dược để mà phá não thì tùy con chọn lựa nghe, độc dược phá não hay là gì đổi cho lẹ, nó không có gì hữu ích cho mình đó, đừng có coi.